Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Hôm nay Bonsai Quý Khôi đến thăm vườn của anh Sử Ba Thá, một trong những đại ca cá mập bonsai. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Mình sẽ quay tổng quan trước để quý vị cùng ngắm này. Vườn anh Sử rất là rộng, đây là khu vực phía sân dưới vườn anh Sử nhé. Tiếp đến là khu vực bàn uống nước, đây. Em chào các anh ạ. Đây, xin giới thiệu về quý vị là anh Sử và có anh Hưng hôm nay đi cùng với Bonsai Quý Khôi. Anh Hưng người đam mê bonsai. Em chào anh nhá. Chào Quý Khôi, Khôi đẹp trai. Đây là khu vực sân trên, tập trung những cây bonsai tầm trung rất là đẹp. Và ở giữa trung tâm của khu vực bàn ống nước nhìn ra, quý vị sẽ thấy tác phẩm Hạnh Phúc của anh Sử. Một đặc điểm cây của vườn anh Sử là cây nào cũng rất là già. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết từng cây để quý vị cùng ngắm. Đây, đầu tiên là tác phẩm Hạnh Phúc. Rất là già. Chi cành quý vị xem già mịn. Này quý vị xem này. Những chiếc rễ bẹt dí rất đẹp. Này chiều kia là hơi bị ngược sáng một chút. Này, quý vị cùng xem già đất. Ok, mình sẽ quay tiếp vườn anh Sử những cây bán thành phẩm và những cây phôi già lắm. Đây, một tác phẩm này cũng là một tác phẩm dáng tự nhiên, già cổ lão, mịn. Phôi này là hơi tốt, đường thân rất là đẹp, cổ thụ. Rất tuyệt vời. Đấy. Quý vị và các bạn mà đến vườn Ánh Sử để mà tìm ra một phôi non cũng là rất là khó. Cây nào cây đấy đều thực sự là rất là già. Đây, quý vị xem này. Đây, vì vườn Ánh Sử rất là nhiều nên mình chỉ quay một số cây và quay tổng quan này. Quý vị và các bạn là yêu bonsai có thể là đến với vườn Ánh Sử để ngắm và có thể giao lưu với Ánh Sử, một nhà vườn chuyên nghiệp về cây cảnh nghệ thuật và bonsai. Cái này mình thấy bộ tay đòn cắt giật rất đẹp này. Đây, quay vào để anh em cùng xem. Già. Khô đấy. Thôi, cái này có dáng rất là nghịch, rất nhiều cây tử phía gốc đang thoát thân lên. Phôi nào phôi đấy đều già. Đặc điểm là cổ ngọn và đường thân chuyển. Ánh Sử cắt này, quý vị cùng xem, không cần phải giới thiệu nhiều. Đây, đường thân. Đó. Ánh Sử là một trong những người cắt cây mạnh bạo nhất. Cây cổ, cây hoàn thiện, về mà chỗ nào chưa được ngay lập tức là chế biến ngay. Cái này cũng đường chi chạy. Đây, trước là nó có một cái keo này sang. Đấy, anh cắt anh giật để tạo lại cái đường chạy rất là tuyệt vời. Và anh kê cây thực sự rất khoa học. Một cây cách nhau tầm độ 1,5 mét. Sự phát triển của cây thì rất tốt. Cổ ngọn đang được chuyển rất là nhiều quý vị nhé. Khuôn viên mà khu vườn của Ánh Sử thì đúng là mơ ước của rất nhiều anh em đam mê cây. Rộng thanh thang tuyệt vời. Ok, mình xin phép kết thúc video tại đây và tiếp tục gửi đến quý vị những hình ảnh bonsai và cả cây thành phẩm và những cây phôi đặc sắc đến quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin kính chào.